Rất vui mừng được gặp lại tất cả quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Quay trở lại với một căn nhà mặt phố kinh doanh hiện hữu tại một trục đường chợ thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và ngay lúc này thì Hoàng đang di chuyển trên trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình với những quầy kiosk kinh doanh buôn bán sầm uất mặt tiền chợ. Với một căn nhà thiết kế một trệt một lầu với 3 phòng trọ đang cho thuê và một mặt tiền kinh doanh cũng đang cho thuê. Hiện tại thì phòng trọ đang cho thuê với giá là 1,2 triệu mỗi phòng, 3 phòng là 3,6 triệu với mặt tiền đang kinh doanh cho thuê phía trước là 13 triệu một tháng. Một mức thu nhập rất là ổn định, bao gồm 3 phòng trọ và một mặt tiền. Một căn nhà được thiết kế rất là chắc chắn, kiên cố, vừa để ở để kinh doanh, hiện hữu tại một trục đường mặt tiền chợ. Và mức giá dành cho căn nhà mà buổi chiều hôm nay Nhà đất Bảo Hoàng chia sẻ đến mọi người là 7,150 tỷ đồng, được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp và có thể làm thủ tục mua bán sang tên trong ngày. Vâng, tại vị trí nơi đây thì các nhà chúng ta chuyển ra các trục đường trung tâm quan trọng thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, rất là gần với đường quốc lộ 13 chạy song song khu dân cư V-Ship, khu dân cư 434, đường DT743, ngã tư 550, cầu Ông Bố hay là vòng xoài An Phú, rất là gần, trong băng kính di chuyển về lại với nhà mình là khoảng tầm 3 km. Với mặt tiền chợ đang kinh doanh sầm uất mà qua màn hình quý vị đang được thấy, với nhiều quầy kiosk tiểu thương buôn bán qua lại ở trên trục đường này rất là nhộn nhịp. Với quý vị khách hàng đang có nhu cầu tìm nhà ở vừa để ở vừa để kinh doanh thì đây sẽ là một căn nhà mà quý vị nên cân nhắc và đến tham quan sở hữu ngay căn nhà này. Và bây giờ thì Hoàng sẽ mời mọi người cùng quay trở lại với những hình ảnh chính về căn nhà. Vâng, với thiết kế một trệt một lầu, hiện tại phía trước mặt tiền đang cho thuê là 13 triệu với 2 phòng ngủ ở phía trên, còn ở phía dưới là tầng trệt thì có 3 phòng đang cho thuê với mức giá là 1,2 triệu đồng. Và ba căn phòng trọ phía dưới là 3,6 triệu thưa quý vị. Và một khu dân cư buôn bán sầm uất rất là thuận tiện trong việc buôn bán kinh doanh cho gia đình mình hoặc là dùng để mua để ở thì cũng rất là phù hợp vì căn nhà này được thiết kế rất là chắc chắn, kiên cố. Vâng, với một dãy phòng trọ ở phía sau và nhà kế bên cũng có 3 phòng trọ đối diện với căn nhà mình và cũng đang cho thuê với căn phòng rất là rộng. Vâng, với mức giá chỉ có 7,150 tỷ đồng còn được thương lượng trên mức giá này là một căn nhà tuyệt vời mà quý vị khách hàng nên cân nhắc đến tham quan. Và một lần nữa trước khi chia tay, chào tạm biệt tất cả quý vị trong video buổi chiều hôm nay, Nhà đất Bảo Hoàng xin chân thành cảm ơn. Và một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.